À, Robin ăn cháo hả? Mẹ đúc hả? À, mẹ ăn. Ba mua cháo gà cho Robin ăn mẹ. Robin thích nào? Robin thích không? Ai giới thiệu đúng cái này? Cái là ông chủ quán á. Taxi Sapo hả? Thì con đọc ở trên mạng á, một là đi Mai Linh, hai là Sapo. Không. Dạ. Gặp bên phía mà có bạn đó. Quay mà. Robin.